What the heck is going on? Christmas style is rejected. Huh? Christmas style is Come on, didn't die. Lego này đã bị bung ra 3 mảnh, anh Tài đang ráp lại nhé các bạn. Đây chính là nhân vật Lu trong game Quái vật cầu vòng. Là một con khủng long bạo chúa với một con khủng long gai. Có khi nào con khủng long bạo chúa năng thịt con khủng long gai không? Ta là Quái vật cầu vòng vui vẻ. Ở đâu có kẻ yếu, bị ức hiếp, lỡ đó có ta, ha ha ha. Con khủng long bạo chúa kia, muốn ăn thịt bò không có dễ vậy đâu, có ta ở đây, thì mau đi tìm chỗ trốn. What the heck is going on? Skibidi toilet đó, cái mặt giống y chang như tha nó luôn các bạn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đây là cái chân. Con mắt. Cái đầu. Quái vật cầu vồng này màu hồng. Mình sẽ gắn cái đầu vào trong cái mình trước. Đây là cái đầu. Đây là cái chân với cái mình. Đó, như vậy là đứng được rồi nè. Và đây là hai con mắt. Một con mắt nằm bên đây. Con mắt gì mà nó dài lên luôn vậy? Nó lòi lòi lên luôn, nhìn ngộ quá. Bên đây nữa, sẽ dài lên như thế này. Là một nhân vật Spink, quái vật cầu vồng. Hôm qua tới giờ mình thu thập được 4 mô hình này nè các bạn.
Tiếp tục, từ đây tới chiều chắc chắn sẽ thu thập được thêm thôi. What the heck is going on? Oh, help me please survive. What the heck is going on? Cũng là Skibidi Toilet lúc nãy. Phải có siêu anh hùng nào mạnh dữ lắm mới thu phục được quái vật này. Hello anh người sắt. Anh ta cần giúp đỡ phải không? Là con quái vật như thế nào? Là Skibidi Toilet. Nó rất mạnh. Nó đánh một phát quái vật cầu vồng bị văng đi mất tiêu luôn. Anh đi thu nhặt những mảnh Lego đi để ta xử lý. Tạm biệt anh người sắt. Xin tạm biệt. Chúc anh tiêu diệt được quái vật. Bây giờ mình sẽ đi thu nhặt 4 bộ Lego lúc nãy để lắp ráp lại. Bên đây là một bộ. Đây là mai gáp, nhân vật trong mai gáp. Mình gáp lại luôn. Ok. Tiếp tục qua bên đây. Ê, bên đây. Nằm ở đây hết luôn rồi nè. Tiếp tục bộ phận này. Cái chân, cái mình, cái nón. Nhân vật này có cái mũ này đã lắm. Tiếp tục. Ủa, nhưng mà thiếu cái chớp ở trên đây rồi. Nhân vật này nó có cái chớp chớp trên đây nữa. Một hồi tìm tiếp tục. Qua bên đây. Nhân vật này, có bạn nào biết là nhân vật gì không? Gáp vô. Gáp cái mũ này vô. Ồ, mái tóc này xéo xéo qua nhìn đẹp trai quá vậy. Tiếp tục qua bên đây. Nhân vật này có cái mũ này ngộ quá. Đội mũ lên cho bạn trước nè bạn ơi. Rồi cái chân nè. Đủ bộ 4 nhân vật lúc nãy. Mà bây giờ còn thiếu cái chớp ở trên đây. Mình phải tìm cái đó nữa. What the heck is going on, Quái vật bồn cầu quá lộng hành. Hôm nay ta nhất định sẽ cho quái vật kia một bài học nhớ đời. Oh, help me please survive. Quái vật kia nhào vô, nhào đây. Ta sẽ cho người biết cái lợi hại của cái đôi tay dài của ta. Tay dài của ta tán một cái để người sĩ nghĩ người nhào vô. Nhào vô đi. Quái vật nhảy vô đây. Nhảy vô. Bạn ấy không biết tự lượng sức mình. Bây giờ mình phải đi thu nhặt từng mảnh vỡ nữa rồi. Ở đây là 3 mảnh. Hình như đây là một cái chân, hai cái chân. Đúng rồi, hai cái chân nè. Đây là phần đầu. Rõ ràng nhìn hai con mắt chứ cái miệng nè. Cái miệng còn đang cười nữa. Thật là buồn. Ở đây là một đống gác. Sao mà xả gác nhiều quá trời vậy? Đây này. Lú cái tay ra rồi nè. Để này đây đi. Rồi. Một cơ thể. Bây giờ nó thành 5 mảnh luôn rồi. Ghép lại thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ... Từ đâu bây giờ? Từ đây đi. Từ cái đầu đi, dễ nhận ra. Cái đầu nè. Nối tiếp với cái đầu. Sẽ là... Sẽ là... Thôi. Từ cái chân đi. Này dễ hơn, chân dễ hơn nọ. Vậy là xong nè. Tiếp tục lên. Cái chân lên. Từ tới cái này. Đó. Hai tay, hai chân xong rồi. Giờ cái đầu vô, cái nữa là lụm hàng. Ok. Ấy trời. Ok. Tay dài nè các bạn, tay quơ được luôn nè. Từ hồi bữa tới giờ, con Kibidi Toilet kia nó đã đánh bại bao nhiêu đây rồi mà anh người sắt vẫn chưa tìm ra được nữa. Đầu tiên là anh người nhện nè. Đây nè. Đây là những Lego mà đã bị đánh bể ra xong rồi mình đã lắp ráp lại được. Rất là nhiều luôn nè. Đây là 4 nhân vật lớn nè. Còn đây là 5 nhân vật nhỏ hơn. Không biết khi nào anh người sắt mới thu phục được con Skibidi Toilet kia nữa. Xin chào anh Điện Quang. Chào anh người sắt. Anh Điện Quang có nhìn thấy quái vật Skibidi Toilet thì thông báo cho ta nha. Ok nha người sắt. Chúng ta sẽ hợp sức lại, không để cho quái vật kia lộng hành nữa. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Hẹn sớm ngày gặp lại. Cái cây này giống hệt cây súng luôn các bạn ơi. Ê nè. Nhưng mà ôi đúng rồi nè. Cái này là cái khúc phía sau nó bị gãy rồi. Ghép thành cây súng luôn nè. Nhưng mà cây súng này không còn sử dụng được đâu. Làm như của ai á, thôi mình để đi. Của ai thì ra nhận đi nha. What the heck is going on? Được thôi, nói đi người sắt ơi, em sẽ đi nhặt Lego. What the heck is going on? Check the mic and make sure it sound right, boys. Là người sắt mô hình. Còn đây
Lego này đã văng ra từng mảnh nữa rồi. 2 3 4 5 6 hết rồi. 6 bộ phận này. Người sắt thì còn nguyên không sao. Cho người sắt qua đây đứng đi. Mình sẽ bắt đầu từ bộ phận này. Bắt đầu từ cái đầu, kiếm cái chỗ mà gác vô hơi bị khó. Cái chân trước đi. Đúng rồi. Này là cái chân nè. Một cái chân. Hai cái chân. Ok. À thì ra cái đầu là như thế này. Ghép cái tay này vô. Bẻ cái tay này ra. Ý. Ghép cái tay này vô. Bẻ cái tay này lên. Bóp cái tay này vô rồi xong. Mấy cái tay này bẻ qua bẻ lại được. Nè bẻ lên bẻ xuống được luôn. Nè nó. Nó. Chân cũng vậy, chân cũng có thể bẻ lên bẻ xuống. Nó. Nó bẻ cái chân ra được luôn. Dẫn cái tay lên được luôn. Nó. Ok.